giờ có hàng ngon em cũng không dám nói gì luôn anh chị, cứ dám đứng nhìn thôi à. Thì nói ra cái mà ông tô xích mình đó. Nhưng bây giờ nè, cái hàng này nó không có đẹp gì hết anh chị, nó mới mới mà đâu phải máy cũ đâu mà nó xấu à. Rồi là giá hôm này nó không có rẻ xíu nào luôn á, máy mới mà giá bằng máy cũ à, chứ nó có cao hơn đâu mà mắc đó. Rồi bây giờ à, quà em không tặng nhé, em chỉ tặng cái phím zin chính hãng thang máy à. Rồi em nói gì được chưa, mấy ông hả lòng hả dạ chưa? Bây giờ mấy ông cứ kỳ quá, cái hàng ngon giá tốt rồi bây giờ không cho tôi nói, mà tôi không nói thì bây giờ thấy không, cô chú anh chị không có biết mình có hàng ngon giá rẻ đúng không? Sơn phay rồi 7 coi 716 ghi luôn mới không 100% mà em gần chi chỉ có là 17 triệu thôi, tặng phím luôn, cái phím này không mà đã gần 2 triệu rồi. Anh chị nghĩ một con máy rồi 7 mới luôn mà chỉ có giá 15 triệu, tự anh tưởng tặng dán màn hình nữa thì bây giờ em gọi là cái gì, chắc không ngon đâu. Trời ơi mấy anh chê, mấy anh cứ tới đây đi cảm nhận đi một cái chiếc máy à, rồi mấy anh so sánh đi, mấy anh sử dụng cái dịch vụ bên em đi dở hay không dở mấy anh chê. Khi mà anh sử dụng dịch vụ bên em Cường mà mấy anh chê, ok em Cường sẵn sàng ha, xin lỗi mấy anh rồi chiều theo ý mấy anh luôn, mấy anh muốn cái gì em Cường đáp ứng hết đầy đủ cái đó luôn, ok lúc đó mấy anh chê thoải mái, em Cường hầu hạ mấy anh đủ đủ chịu luôn ha. Còn bây giờ mấy anh chưa sử dụng dịch vụ bên em, bây giờ mấy anh cứ hả lô cái chuyện đâu đâu trời đất hỡi, mấy anh vô mấy anh so. Mùa hè này á cô chú anh chị mua cho con em mình học anh văn học thêm gì đó, tại vì nó như cuốn tập anh chị, không cần phải cầm ba lô cho đường ra đây, mà cuốn tập này em gọi là cuốn tập Doraemon anh chị hiểu không, có nghĩa là mình học tập làm việc nhập dữ liệu trên đây thoải mái luôn. Bây giờ mua cây viết nữa, cây viết vài trăm nghìn thôi, vẽ ở trên đây được luôn, đa chức năng hết luôn. Trong khi cái giá trị này cô chú anh chị hình dung em nha, nó theo cô chú anh chị 5 7 năm 10 năm thì nó có giá trị không, nó quá là giá trị chăng nữa đúng không. Một cuốn tập mà mình sử dụng 5 7 năm 10 năm mà nó đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của mình luôn, chụp hình còn đẹp nữa cô chú anh chị, muốn cái gì nữa trời. Mà nếu mà nó lỗi em Cường đổi cho cô chú anh chị cái máy khác luôn, còn mà không có máy khác đổi em Cường trả lại tiền cho cô chú anh chị luôn, ok chưa. Trời ơi riêng ai nè, riêng em bán thoải mái sợ lỗi với khách hàng lắm chứ đừng, anh chị đừng có lo vậy đó. Còn riêng cái việc bảo hành bảo đồ thì em nói là đây nè, nhanh gọn lẹ không ABCD đâu đó, đừng có lo không, đừng có tô xích em nữa, để cho em kiếm đồng em nuôi vợ nuôi con. Trời ơi khổ lắm mùa vất vả mà cô chú anh chị cứ vô tô xích em Cường hoài, thiệt tình em Cường không muốn chia sẻ những cái hàng ngon này nữa luôn á đó. Đó mà em mà không chia sẻ hàng ngon mà cô chú anh chị đố mà kiếm được hàng ngon mua nhé.